cơm mềm hay là cơm ráo? Thích ăn cái sầu riêng chín quá này nè. Dạ. Dạ. Chú bán gì hả chú? Dạ. Thanh sầu riêng mà kêu thêm chú xét thì kêu thánh sầu riêng. Ngon nha. Cố gắng lượng ngon nhất có thể, không ngon thì đổi cái khác. Để ngon cho chú Tư ăn. Cái này vừa chín tới nó thơm lắm mà có Tư. Có nước cá sầu riêng không chú? Còn chú ở đây với Mỹ mà, chú Mỹ Tho. À, chú ở Mỹ Tho à. Mơ ước là tới tới đi ăn sầu riêng có Thanh này, Thanh bán sầu riêng này. Dạ. Không quá sầu lắm. Chú ăn sầu riêng chín quá không? Thử thử thôi, Thanh nó biết chú ăn là nó vui à. Hai đứa này nó biết chú ăn cái gì là nó biết liền à. Mời bỏ bịch giùm anh em.
Thanh đi với dùng cửa sau rồi. Cái muối bự quá ha. Ăn cái lửa mà hay làm cái lửa cho chú á. Dạ. Này trời, 3.7 đây là 3.7 Thành bữa nay đầu tư nè, không đầu tư cái cây livestream. Chưa thử luôn không ngon, đổi lại có gì đâu. Bao ngọt béo cho chị luôn á. Rất ngay, con gà đây. Không những ngon còn nhiều nữa. Ngon thơm, thơm nhiều hết. TikTok, Facebook luôn. Facebook thôi, đăng lên tất cả các nền tảng luôn. Mạng X nữa. Ngon quá. Để cho riêng thành hồi muối từ muối gù. Cái dao của Thành đã chỉ giao nhập theo bạn. Thấy nó không bị có mài vậy? Không? Cái lâu lắm rồi không mài. Bán lắm rồi. Sầu riêng. À chị ở gần đây hả? Cái chị lấy không thì sầu riêng á. Bắt mua chỉ. Tại em cái chị. Bà 69 rồi mà. Bà 69. Mà ngon chứ nó ngon mà. Không thấy, mà già mình chơi quá trời thằng sơ không à. Thì lấy... Tết được lành chưa? À. Dạ. Trời ơi, bán 2.5 nữa không phải đáng. Mới quen đó, qua 2 ngày. 100kg à? 2 ngày là ghé 1 lần, 2 ngày là ghé 1 lần đó. Sữa clip ngon á, nếu mà về người lớn tuổi ăn sữa clip là ghiền á. Này mua trái đi rồi. 265.000. Trái không cơ. Trời ơi, bữa chừng muốn dễ bây giờ bớt lại rồi đó. Trời ơi. Giờ bớt con 100.000 chứ. Không, chứ đừng có sơ, ngã tiền rồi. Nhớ tiền đâu rồi. Tiền có đúng không? Tiền có đúng ý. Dễ không được
hồi sáng tới giờ nghe là toàn là mắc kiến đâu rồi, mắc kiến đâu rồi, hỏi liên tục mà sáng tới giờ khách cũng mắc kiến không à. Con nhỏ nó lựa một cái chị là chỉ nó lựa cái nhỏ, lựa cái bự là cái nặng từ sơ hợp nhau rồi nó lựa cỡ nào chị cũng thấy ngon á. Khui à, hôm nay chỗ ăn lép ăn ngon nữa thôi á, lấy nguyên muối ăn nó chờ trên tùy không ngon thì lấy cái khác ngon gì đâu. Mà chữ là rất là ngon, bà không ăn sơ cho nên ăn chữ là rất là đúng ý rồi. Sao cứ mua lâu lâu mới có sơ vậy? Không hiểu nguyên nhân luôn. Qua để mà lỡ mà cái quên giá rồi còn mình ấy. Mình như cô mang. Đúng không? Đúng không? Sơ. Sơ lâu ra nữa. Sao mấy cái nhỏ này? Cái nhỏ nó ghi mà. Cái này là gì? Sữa là bếp. Gì? Chứ cũng chịu ri mà. Về cụ ăn về cụ ăn xong là bữa sau cụ biểu ra tìm cái này đó. Em đỡ mổ của chị luôn á. Hai ngày nữa gặp chị. Cái món này lâu lâu người ta mới có một cái đội ăn ghi hoài à. Ghi là ngày nào cũng có. Và cái hộp đem đem ký 320 hả? Một cái hả? Ừ. Nhưng mà cái trái này hồi nãy tính cái giá trái rồi không? Đây còn nó đều hết rồi. Còn không ra còn không? Thôi mày cứ cân cho chị đi nào nè, thấy không sơ nè thấy không? Trời ơi, cắn vô miếng chỗ này cái. Cắn cái này. Đã nó sửa là tét rồi nó không có sơ được. Hoài luôn. Còn cái thằng em nữa kìa. Nó thay đồ rồi đó. Nó tắm rồi đó. Con tắm chưa? Tắm đi. Lên ông nội tắm đi. Tự tắm hay là... Có 2 đồ rồi. À. Thay đồ chứ không tắm hả? Không. Để tao thử coi nào ngon nha. Bữa sau à, cô Nan ăn bim 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 kìa. Ô oh, em nó thưa anh chưa, nó đem bim bim ra cho anh ấy chưa. Ôi 260 à, 260 à, đẩy 260 à, 265 đó, 265 rồi xong luôn. Ôi trời ơi, khó, thấy chưa rồi. Ăn sầu riêng rất cay. Ông giếm người ta. Ông giếm người ta chết. Phải là như vậy mới chịu. Người ta có cái áo giếm người ta. Chập để vui lắm. Từ lâu hôm nay không dám chạy xe lên luôn. Hôm nay không dám chạy xe lên. Nghĩ cho cái lề không có luôn mà không dám thì thích chứ. Không dám thằng chắc. Cái này là hay là hết pha. Cái vỏ mỏng. Ngon cơm. Vỏ mỏng ngon cơm. 283 đi ra nước Sài Gòn anh biết. Đi nó về quê chơi đã quá cái nó ở lại thêm tuần nữa. À. Có chị mua hai lần thi máy. Không ai đi hết. Nó về quê chơi rồi chị ơi. Bữa sau không có anh. Đi rồi quên máy. Đó, 9-10 miền Tây không? Có hộp cháy kia áo sau lưng nha em. Đó, cái hình nó khác lại mình nhìn thấy rồi.